chỉ còn đêm nay là đêm cuối. Rồi sáng mai này anh tìm em ra, để cho ba nói những lời xa.
ôi đông đủ như thế này mà lại thiếu vắng một người cậu tân. Cậu tân ơi chắc là tôi
ดอยนางbạn bè rất là lâu thì Út Phượng có gì hơn đến trước khi buồn sao ca mấy câu dòng cổ để tiễn Hoàng Hải ngày mai lên đường về miền Trung là và sau đây Út Phượng sẽ xin ca ba câu dòng cổ ba câu thôi rồi hai nữa mới ngủ mới dậy chưa tỉnh chưa nhớ thì Út Phượng ca ba câu cao kiệm ly tiễn kinh kha 1 2 6 nha. Quyển trời non lấp
rồi đến mang lưỡi gôn thầy về tặng đến hàng chứng bạn thì trả được thù quân quân hà cho tôi đã dầm nửa mắt bởi càng chung này mình sẽ chia tay lạnh khung trời đã ta tiếc chung rơi sầu tan tóc đất trời chút xíu đi chú phải xỉnh xỉnh là chú mới ca được mới đi ca quên lời luôn á mới ngủ không dậy mà rồi nha. Bây giờ là đón đầu tiên cho phép trường em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị để kính chúc sức khỏe và lời chào cho chồng nhất dạ để hôm nay cũng là đêm cuối của ba thì trường em cũng xin gửi đến ba bài cổ được mang tên tìm cha nơi đâu. Ngắm nhìn chiếc lá vàng rơi, thương cha vất vả cả đời vì con, tuổi già tiêu tụy. Yeah.
cũng đầy ấp trong con, do bữa ăn nào hề có thức ăn ngon, là cha nhìn miệng để cho con mình no bụng. Nhớ khi xưa gia đình nghèo túng, cha ông phải tất bật suốt ngày thương lắm. Dạ, lời nói đầu tiên cho Thanh Hoài Nam gửi lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến toàn thể ông bà cô bác và tất cả anh chị đồng môn có mặt trong buổi đưa tiễn ba cũng là thầy của Hoài Nam lần sau cuối. Để tiếp tục chương trình, Hoài Nam xin gửi đến tất cả ông bà cô bác bài tân cổ được mang tên Tiễn Cha Lần Sau Cuối. Ba ơi, con thắp nén hương cho ba một lần sau cuối, để mai một ngày ba sẽ vĩnh viễn ra đi. Tôi kể từ các con đã mất ba rồi, nếu có nhớ đến ba các con chỉ biết nhìn lên gì. Ba ơi, chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, sao ba nỡ bỏ các con ra đi mãi mãi không về. Thôi kể từ đây các con đã mất ba rồi, một người ba mà các con yêu thương quý mến, ba nỡ lòng nào bỏ chẳng lẽ con. Kể từ giây phút này cho mãi đến ngàn sau, hình ảnh thân thương của ba đâu còn nữa. Đứng trước quan tài mà chồng lệ con tuôn rơi, con không biết thưa ba một lần sau. Thank you.
ba ơi, rồi nãy ba sẽ vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại. Rồi đây các con có nhớ đến ba, chỉ biết nhìn lên giờ đây ba nằm yên nào đâu hay biết, còn các con các cháu đang đứng ở cạnh quan tài. Vì quá thương ba nên dòng lệ tuôn dài. Thôi kể từ đây ba về nơi cõi Phật, bỏ lại nơi này con thương nhớ lắm ba. Vì hiện giờ ba nằm yên trong cổ áo quan, còn con đứng cạnh quan tài mà rưng rưng dòng lệ. Nhìn chi anh ba như cũng đạt rơi nước mắt, kể từ bây giờ ba bỏ cháu lìa con. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác và tất cả anh chị em có mặt trong ngày đưa tiễn hôm nay, con xin đại diện là người con trong gia đình có lời để thưa quan. Dạ kính thỉnh quý ông bà cô bác và tất cả anh chị em hãy nán lại giây phút nữa để tiễn ba con đi lần sau vui. Công ơn đó con nguyện ghi khắc trong tâm, không bao giờ con quên được. Ba ơi, rồi đây ba sẽ vĩnh viễn ra đi, rồi đây căn nhà này sẽ vắng bóng hình ba mãi mãi. Có gặp ba chắc chỉ còn trong giấc mộng, vì ba đã ngủ yên trong cổ quan tài. Từ đây cách biệt đôi đường trần gian, con ở duyên đường ba đi. Thiên thu tặc bóng ở xa hình, ba đã qua đời con sầu nhớ không nguôi. Dạ lời đầu tiên Thương Vũ xin được gửi đến gia đình của thầy Hải, cũng như là gửi lời chào đến toàn thể bà con cô bác, tất cả anh chị em có mặt trong buổi tang lễ đêm cuối cùng để tiễn đưa thầy Hải về đây ăn nghỉ cuối cùng. Và em cũng là một người học trò của thầy, khi mà em chập chững thì thầy cũng đã có dịp hướng dẫn và chỉ dạy cho em. Em cũng rất là cảm ơn thầy, và không biết nói gì hơn, chúc cho thầy được giảm sanh về biển Cực Lạc. Và liên tục chương trình Thương Vũ cũng xin gửi đến tất cả cô bác anh chị với một lớp trích đoạn của Soạn Giả Yên Lan trong Tuồng Cải Lương Đêm Lạnh Chùa Quan. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nãy giờ thì tất cả các anh chị cũng hát những bài bi ai, những bài hát vì cha vì mẹ, và giờ đây cho phép Thiên Vũ được thay đổi không khí chút xíu cho nó có không khí để chia buồn, như là đưa tiễn thầy về đây ăn nghỉ cuối cùng. Đại ca, đại ca ơi, đêm nay sương xuống lạnh, giờ này chỉ còn lại mấy anh em của ta thôi. Để tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời tất cả các anh chị em, xin mời. Dạ, vô. Mời
mây trắng bay lá rụng đầy sân vàng, thường như gì đồ nghe lòng đau sầu thương thiết tha. Trắng đã lặng chốn xa, thương thương nhớ nhớ một người bao vẫn bịt mùng xa vắng nhau. Đại ca ơi, xin đại ca đừng nói nữa, đừng làm sao được. Bích Tuyền ơi, đó là nỗi sầu thương của kẻ cô đơn ấp yêu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mù xa như sương khói quyền lưng trời. Trong một lần một hình ảnh mà ta chắc chiêu trong nhung nhớ âm thầm. Dập quanh đây tôi với ta đều là kỷ niệm, từng gọt đá chòm cây đến bãi cỏ xanh mơn mởn kia mà chúng ta đã từng quấn quýt bên nhau. Nhưng giờ đây đối với bụi nó hoàn toàn vô nghĩa, bởi bụi bây giờ đã có hình ảnh để nhớ để tư. Còn cao nguyên mình bây giờ một hình ảnh xa vời, rồi mai đây trên bước đường đời vô định chim có đâu gành ánh mai nhớ về. Và nguyện rằng suốt cả cuộc đời cao nguyên bình yêu thương có em vui. À, dạ, xin cảm ơn. Dạ, sau đây Hồng Thu gửi tới bài tân cổ được mang tên Tiếng Quốc Liên Trăng.
câu thôi mà trong cái lớp trích đoạn được mang tên Khi rừng thu thay lá. Còn nói gì nữa đi ơi, rồi đây
kiều hoa sẽ đưa nàng về đất Hoàng Lan. Ở nơi đó nàng sẽ sống ấm êm với cuộc đời bình thản, rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm tình ta. Đừng đi, đừng gây chia ly. Thôi thôi em ơi, tình ta giờ chia hai nơi. Đường sương gió một mình tôi bước lẻ loi, xin quên đi ngày xưa những gì lưu niệm. Duyên không thành đừng nhân chi đêm đau lòng, nếu duyên không thành em vẫn yêu anh trọn đời. Em ơi, ngày tháng năm xưa trong gió bão nắng mưa, tình không trọn vẹn đó là ngoài dự tính của đôi ta, chứ anh biết rằng em không giống tình lỗi hẹn. Thì giờ đây anh xin em hãy quên anh đi, như quên một buổi chiều vàng trong kỷ niệm để hàng tâm phát áo cô dâu lên kiều cưới. Vì giờ đây anh chỉ là kẻ đứng bên về đường tiên kiều qua lần sau cuối, rồi sẽ dấn thân vào trong gió bụi khi anh tà dương vừa khuất dạng dưới chân đồi. Dù hôn dù không nên xin giá biệt trọn đời, có trà hoa ly được ấm em hạnh phúc cho tôi nối tiếp đoạn đường gió buồn đơn tăng. Nhìn những dòng nước mắt đang dài trên má, tôi biết lòng của em đã xúc động đớn đau, cũng như lòng tôi đang điều nặng thương sầu khi biết mình sắp chia tay dình riêng. Qua lý ơi, đừng trở lại quê xưa một mình ăn tôi thôi. Ngọt gió tàn long vòng về lạnh nhau thịt xương, hồn cô đứng yên lạnh lòng hoài trang khôi qua hôn mờ quyền mái nhà xưa. Tôi sẽ đứng trên một gần đá nhỏ mắt về phương ấy bình bờ xa, núi rừng xanh buồn mình đông thương sâu nhớ thương ngày thương nhớ ai mà lại sẽ tâm hồn đi vững bên nhau một câu thương. Tôi biết khi em càng nhiều thương đau và mình chia tay với tình ta đôi ngã như nhau chi nhiều đi đâu chi nhiều đi làm khổ nhau thôi ta đành chia tay em mới còn ai gieo sầu cho ai. Thank you.
một lời gia biệt mãi miết thiếu du như một cánh chim trời.
tình đấm nghĩa thì chúng rêu ngày nay không làm cay đắng nỗi thương sâu. Trường Hải cũng là một người thầy dạy dở lòng đầu tiên mà ấy Hằng học cách đây 35 năm về trước. Học mà còn nhỏ xíu về. Dạ, hồi đó là chưa học mà học bằng đèn dầu, chứ không có đèn điện nữa. À, ấy Hằng cùng với lại anh Dũng, nhạc sĩ. Đây, hai anh em bái tổ chung một ngày. Luộc hai con gà, hai anh em đứng thầy giái cho bái tổ. Mới đây mà ba mấy năm rồi. Dạ, hôm nay đêm cuối của thầy, Hằng về đây trước xin thắp nén hương cho thầy đêm cuối. Và sau đó ấy Hằng cũng sẽ cố gắng trình bày 20 câu sẵn xê trong bài hát Quan Âm Thị Kính mà thầy đã dạy cách đây 30 mấy năm. Thời gian cuộc sống trôi qua nhanh quá, nhưng mà dù hát ở đâu, dù trải qua bao nhiêu trong nghề, thì Hằng cố gắng nhớ bài này, bài dở lòng mà thầy dạy, 20 câu sẵn xê trong bài Quan Âm Thị Kính. Dạ,
anh Dũng giúp em, ban nhạc giúp em nha. Dạ biết còn nhớ hết rồi, không nhớ hết không, không, ông dạy ông quên. Thầy ơi con trả bài cho thầy nha. Thank you.
con thuộc bài nghe thầy. Ba mươi mấy năm rồi, dù đi đâu, dù hát ở đâu, sân khấu nào gần hay xa, cuộc sống đẩy đưa như thế nào, bài hát này con vẫn nhớ. Ba mươi mấy năm thầy dạy con lúc mà con học đèn dầu. Đã nói rồi, anh giao trước rồi mấy đứa đệ tử hát trước linh cữu của thầy, lần sau cuối là cấm không có khóc. Tại sao? Khóc cái mình hát không có trọn vẹn được, nhưng mà ấy Hằng thì được, tại ấy Hằng hát xong rồi ấy Hằng mới khóc. Anh Ba ơi, linh hồn anh có linh thiêng phù hộ cho các em, các cháu Chiến Hữu rồi đệ tử của anh thành đạt trên con đường nghệ thuật. Mong hương hồn anh sẽ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Dạ, lời nói đầu tiên thì Minh Khánh cũng xin gửi lời chào thân thương, lời kính chúc sức khỏe đến anh chị em đồng nghiệp cũng như là bà con, cô bác. Dạ, để tưởng nhớ đến một người thầy. Dạ, thì Minh Khánh xin gửi đến tất cả quý vị hai câu vực cổ trong bài Dưới Hàng Phượng Dị, để tưởng nhớ đến công lao của một người thầy đã dạy chúng em chúng cháu. Thầy giáo già đi chậm rãi trong sân, bóng dừng lại nhìn hàng cây phượng đỏ. Mùa hè đến những trò xưa lớp cũ đã lớn lớn, và mùi đưa mùi nước thầy lặng thầm trong suy nghĩ mong lung, sân trường gặp trên cành cây chim riêu rít, thầy ngẩng đầu nhìn mây trời xanh, biết nỗi buồn vui mang mát đơn trong lòng. Oh,
xin hết. Dạ xin hết ạ, chân thành cảm ơn ạ.
mong con nước lớn để nhờ dòng nước sông thu thay lời đưa tiếng mình sẽ hẹn gặp lại nhau nơi bến đời sông chờ sông nước miền quê gắn bó từ bao giờ giang có đông là dòng sông nước hẹn tháng rộng năm dài em dân đồng thương ngọn rau mất đất quê hương thương luôn mà mạnh xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị đã có mặt trong đêm buồn đêm cuối của thầy hôm nay. Thì để tiếp nối thì Diệp Thúy Dương cũng xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị một bài thân cổ. Bài thân cổ này mà trước đây thầy đã dạy và cũng dẫn dắt em đi vào nghề và đi đến nơi đâu thầy cũng kêu em hát cái bài này. Và em xin gửi đến gia đình chúng ta bài thân cổ được mang tên Về Quê Ngoại. Thank you.
Con không
không được đắp cho má một năm đất vô tri.
xin được cảm ơn sự lắng nghe của quý vị rất là nhiều. Và giờ đây xin mời tiếng hát của chị Phi Yến. Em xin mời tiếng hát của chị Phi Yến. Gia đình theo lời tất cả các anh em học trò của thầy Hải, xin cảm ơn tất cả các anh chị về đây để thắp nhang chia buồn cùng thầy. Thực sự hôm nay thì tất cả các con về đây hát những bài hát mà thầy dạy từ hồi xưa đến giờ, thầy thích nhất là Phi Yến hát bài hát Mai Sa Rừng. Xin cảm ơn gửi đến tất cả các anh chị ạ. Đi đôi mà ai để
Nhưng mà có gì sơ sót mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng bỏ qua ha.
Dạ, liên tục chương trình cũng có sự thay đổi là nhạc sĩ đợt guitar phím lộn. Đó là người anh trai. Và giờ đây xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn của tác giả Thế Châu và Châu Kỳ, đều mang tên Rượu Quán Nghèo, tức là bên cầu dệt lụa. Nãy anh trai yêu cầu em hát á, bây giờ là em cũng xin gửi đến gia đình của thầy Hải, bà con cô bác có mặt trong đêm tang lễ hôm nay với bài Rượu Quán Nghèo, tức là bên cầu dệt lụa. Xin mời cùng lắng nghe. Đại huynh, đại huynh ơi, để ta bắt đầu thêm chú rồi đại huynh ơi. Thêm rượu, giờ gặp đại huynh thì có rượu. Gặp bầu sâu Thanh Hải thì có rượu. Cảm ơn anh. Dạ, em mời anh nha. Ba đem nè. Người 35%. Bây giờ uống đi uống nha. Trời ơi, uống hết luôn hả? Rồi, cảm ơn anh. Anh Hải, giờ đã là trả nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo ha anh Hải. Uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, để muốn giữ gìn thâm tình ngày đưa tiền của hai thằng bạn nghèo rót rượu chẳng dò nhau. Áo màu chân tay là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách tôi mờ kỳ kỳ. Trời ơi, nghe nó đi ngang đó, nó hú 7 triệu hết hồn. Lỡ lụm lúa rồi, hốt luôn. Đại huynh ơi, để xin kính cận tay nâng mời tri kỳ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thắm. Tình đại huynh, để mời đại huynh một ly rượu. Để thấy tiền đại mê quá, nhưng mà
thấy cậu ngán quá đại huynh ơi. Nhưng mà cũng mời đại huynh, hai anh em mình đại huynh ơi, 50-50. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn đại huynh. Dạ em qua đây mời cái bạn chiến thủ của em mới được. Cảm ơn nhạc sĩ Đờn hay quá. Vô mấy đại huynh ơi, đệ cũng xịn lắm rồi đó. Giờ này cũng quá sẵn rồi. Nhưng mà hôm nay là đám tang của thầy, tiễn đưa thầy về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đệ cũng xin mời tất cả các đại huynh nha. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu, sanh ta ra là cha mẹ, mà hiểu thì ta chỉ có đại huynh mà thôi. Bằng hữu ơi, với ta bao trang nghiêm, để ta đái ta bằng chung. Giờ chắc 4 giờ em xỉn rồi. Dạ. Dạ cảm ơn anh.